Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Tình trạng xe quá khổ, quá tải hoành hành suốt ngày đêm khiến cho người dân quận Bắc Từ Liêm nói chung và người dân phường Tây Tự, phường Thượng Cát, phường Liên Mạc nói riêng đang vô cùng bức xúc và lo sợ. Bụi dã man luôn, đường trong làng nó phóng như đúng rồi. Đồ đạc nói chung là mình đây may không phải đồ ấy nhiều, nếu là đồ thực phẩm thì tôi bán sới đi luôn. Nó đường này bụi ngấm bụi ngầm, nó cứ hắt xuống bến người dân bụi, mà một cái thứ hai tắc hết cả cái nguồn nước không vào được. Hàng loạt những đoàn xe có dấu hiệu quá khổ quá tải ngày đêm di chuyển trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. Những nhà xe như Thanh Tùng, Ngọc Long, PTH, Toàn Thắng ngang nhiên hoạt động bất chấp dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đặc biệt, những chiếc quan tải bay của các nhà xe này còn thường xuyên chạy qua khu vực trước cổng trường tiểu học Tây Tự B, khiến cho phụ huynh học sinh tại đây vô cùng lo sợ vì tử thần có thể rình rập con em mình bất cứ lúc nào. Đấy là con không dám cho con đấy, con vừa đứng sang đường, tớ phải ở đây, tớ phải chờ xong rồi con vào lớp, tớ vào cổng trường, tớ mới đi làm đấy. Đường này thì nó dành cho cái đường nhỏ, rất là nhỏ, hai cái xe ô tô đã nhỏ thì đã chật đường rồi, mà bây giờ cổng trường như thế này, đâm ra là đề nghị là cấm những cái xe tải to ấy, xe ben thì biết, xe buýt thì còn đi được, nhưng mà xe tải to thì nhiều quá, mà cái tình trạng đường, mặt đường là nó hỏng. Mặc dù lực lượng thanh tra giao thông quận Bắc Từ Liêm đã nhiều lần ra quân xử lý, nhưng tình trạng xe quá khổ, quá tải trên địa bàn vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm bớt. Người dân quận Bắc Từ Liêm rất mong các cơ quan chức năng, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cùng lực lượng thanh tra giao thông quận Bắc Từ Liêm vào cuộc, có biện pháp xử lý thật mạnh tay, triệt để dứt điểm tình trạng giặc xe tải hoành hành như hiện nay trên địa bàn. Qua đó, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân và trả lại sự yên bình cho những tuyến đường dân sinh. Truyền hình Người Đưa Tin sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những thông tin về tình trạng xe quá khổ, quá tải trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm trong những bản tin tiếp theo. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.